Nếu bạn hỏi mình tựa game sinh tồn nào trên điện thoại có bước chuyển mình thành công nhất từ trước đến nay thì lựa chọn đầu tiên mà mình nghĩ tới sẽ là Free Fire. Từ một tựa game được đánh giá là đồ họa tồi tàn, sơ sài, ngập tràn hack, cheat, mất cân bằng game hay hút máu người chơi, giờ đây Free Fire đang sở hữu hơn 1 tỷ người chơi trên toàn cầu, có trên 100.000 người đăng ký mới mỗi ngày và luôn nằm trong top game có lượt tải cao nhất trên Google Play và App Store. Vậy vì lý do gì mà Free Fire lại có sự trở mình thành công để đánh bật được các tựa game cùng thể loại như PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Creative Destruction? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay những chiến thuật đã giúp Garena âm thầm đưa Free Fire lên đỉnh cao của thể loại Battle Royale trong số lăng kính GC tuần này nhé! Để bắt đầu, chúng mình cần phải quay trở về tháng 3 năm 2017 khi tựa game đình đám PlayerUnknown's Battlegrounds hay còn gọi là PUBG được cho ra mắt và thu hút hàng triệu người chơi trên toàn thế giới, mở ra một kỷ nguyên cho thể loại game Battle Royale. Ngay khi thể loại Battle Royale bùng nổ trong cộng đồng và đem về cho mình lượng người theo dõi cực khủng, thì các nhà phát triển game đã nhìn thấy được sự tiềm năng và cho ra đời vô số các tựa game ăn theo để đu bám vào làn sóng game sinh tồn lúc bấy giờ. Đi đầu của cách mạng thể loại Battle Royale trên mobile này là studio game Việt Nam 111 Dot Studio, khi đó đã cho ra mắt bản alpha test của tựa game Free Fire trên hệ máy Android vào tháng 8 và chỉ mở server thử nghiệm 12 tiếng mỗi ngày. Sau vô số bản thử nghiệm thì tựa game này cũng chính thức được Garena mua lại vào tháng 11 và cho ra mắt phiên bản chính thức vào ngày 4 tháng 12 năm 2017 trên cả hai hệ điều hành iOS và Android. Trong khi studio này đang vật lộn với bản beta, cùng với những đánh giá không mấy tích cực từ người chơi, thêm vào đó là khoảng thời gian cho cuộc giao dịch với nhà phát hành Garena, thì Rules of Survival và Knives Out đã mau chóng cướp lấy thời cơ để chiếm lấy miếng bánh béo bở này và cho ra mắt phiên bản hoàn chỉnh hơn trên thị trường. Vì là người tiên phong, cũng như cho ra mắt tựa game với trạng thái thử nghiệm nhiều lần, nên Free Fire được game thủ đánh giá đồ họa quá tồi tàn, sơ sài, không có gì nổi bật, đã càng khiến cho trò chơi này chịu nhiều thiệt thòi khi các tựa game cùng thời ra mắt có độ cải thiện về đồ họa rõ rệt, không bị gò bó trong một map quá nhỏ bé hay có một hệ thống cửa hàng đa dạng và đồ sộ. Tại thời điểm này, Free Fire bị tràn ngập trong làn chỉ trích khi vấn nạn hack, cheat tràn lan. Người chơi cũng lên tiếng chỉ trích nhà phát hành hút máu qua việc skin súng tăng damage khiến cho cộng đồng người chơi rơi vào trạng thái chán nản hay thậm chí là ghét cay ghét đắng tựa game này. Tuy vậy thì vạn sự khởi đầu nan. Bằng việc lắng nghe những lời phản hồi đến từ khách hàng và cộng đồng của mình, nhà phát triển tựa game đã nhanh chóng nắm bắt được điểm yếu và đưa ra vô số thay đổi lớn, nhỏ, đều đặn để góp phần cải thiện và hoàn chỉnh đứa con tinh thần của mình. Việc đầu tiên mà nhà phát triển làm là nâng cấp đồ họa của game để cho phù hợp với cấu hình của đại đa số người chơi. Đồng thời, Garena cũng phát hành thêm Garena Free Fire Max sau 4 năm dài phát triển. Trong phiên bản Max, tựa game được dựng trên nền tảng đồ họa mới hoàn toàn, đem lại cho game những cử động mượt mà hơn, hệ thống âm thanh tốt hơn hay thêm vào các hiệu ứng mới chỉ riêng Free Fire Max mới có được, phù hợp dành cho những người có cấu hình máy điện thoại chịu chơi hơn bình thường. Bên cạnh đó, Garena đã rất nỗ lực cho việc phát triển game để tạo hứng thú cho game thủ, như thay đổi map mới thường xuyên trên 3 map đảo quân sự, đảo thiên đường, map sa mạc hay sự ra mắt của hệ thống nhân vật vào tháng 2 năm 2018 để từ đó cho ra mắt nhân vật mới vào mỗi update lớn cùng rất nhiều những sự kiện đi kèm. Tất cả những điều trên đã giúp trò chơi trở nên nổi bật và thu hút được nhiều game thủ tham gia trải nghiệm do có khung thời gian giải trí hợp lý cùng với content in-game chất lượng. Còn về sự phát triển của các nhân vật và kỹ năng, có thể nói đó là một phong cách mang đậm chất tương lai. Cùng với đó, nhà phát triển không ngần ngại đưa ra những chiến lược quảng cáo cho game thủ với hàng ngàn gift code, mở ra sự kiện đăng nhập nhận quà đồng thời tặng game thủ từ những chiếc áo sơ mi tới cả iPhone trị giá hàng triệu đồng ngoài đời thật. Nhờ vào những chiến dịch chơi lớn đó của mình, Free Fire dần dần đi tới thành công trong việc giới thiệu game tới người chơi mới và níu kéo người chơi cũ, tạo nên các dòng sự kiện đáng nhớ tới game thủ Free Fire toàn quốc tế. Nhắc tới Garena, những người chơi kỳ cựu cũng đều biết được sự chịu chơi của nhà phát hành này trong cách làm marketing. Ngoài việc đưa ra các sự kiện in-game, gà rán còn tích cực đầu tư hơn cho các sản phẩm âm nhạc để thu hút người chơi mới. Những bài hát mà Garena sản xuất cho Free Fire luôn lọt top trending trên YouTube, trở thành trào lưu hot trên TikTok tới cộng đồng của mình. Chính điều đó đã làm cho tựa game này trở nên gần gũi tới rất nhiều người chơi, đặc biệt là thế hệ Gen Z hiện nay. Vào ngày 11 tháng 8, 2018, kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của Free Fire, họ đã đăng tải một video về những streamer, người chơi, KOL nổi tiếng trong và ngoài nước, ngỏ lời chúc mừng sinh nhật và không quên kêu gọi mọi người hãy đăng nhập vào game để nhận quà. Video này đã đem lại sự thành công đầu tiên trong việc quảng bá của game, khi đã góp mặt đầy đủ các streamer nổi tiếng như Misty, Piu Piu, Caster Hoàng Luân của tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Kể từ thành công đó, Free Fire luôn áp dụng công thức mời các nhân vật nổi tiếng cho các chiến dịch marketing để quảng bá, làm đại diện hay thậm chí xuất hiện trong chính tựa game của mình.
Cùng với việc tận dụng tốt hệ thống nhân vật và sự đầu tư vào marketing, nhà phát triển đã sáng tạo nên rất nhiều nhân vật có bộ kỹ năng khác nhau, tách biệt hoàn toàn khỏi hai nhân vật Nula và Primis, hay còn được biết đến trước phiên bản OB25 là Adam và Eve, hai nhân vật miễn phí của người chơi khi mới bắt đầu game với những nhân vật có bộ kỹ năng siêu phàm của riêng mình, như Kelly có khả năng gia tăng tốc độ di chuyển qua các địa hình nhanh nhất, hay nữ thám tử Clue với kỹ năng phát hiện kẻ thù ở khoảng cách xa, hoặc nữ tiểu thư Caroline của một gia đình giàu có với bộ kỹ năng dẻo dai. Khi cầm shotgun, tốc chạy của cô sẽ gia tăng và còn rất rất nhiều nhân vật khác nữa đã phần nào cho thấy sự khác biệt của mình trong giới game sinh tồn trên mobile lúc bấy giờ. Bằng cách nắm bắt nhanh nhạy các sự kiện hot trong cộng đồng, Free Fire đã hợp tác cùng các tựa game như Street Fighter và Assassin's Creed hay các bộ phim đình đám như Money Heist, Venom, Attack on Titans, One Punch Man để cho ra mắt loạt trang phục nhân vật của riêng mình. Hay ngay cả hãng xe ô tô nổi tiếng McLaren cũng đã bắt tay với Garena để đưa mẫu siêu xe của mình vào tựa game này thông qua các sự kiện giới hạn của mình. Chưa dừng lại ở đó, Free Fire cũng rất siêng cập nhật nội dung, kết hợp với hàng loạt nhân vật nổi tiếng ở các quốc gia khác nhau như Thái, Indo, Brazil, Mỹ để tăng thêm sức hút đối với người chơi các nước khác trên toàn thế giới. Một trong những sự hợp tác đình đám phải kể đến cầu thủ nổi tiếng Cristiano Ronaldo hóa thân thành nhân vật Chrono hay nhóm nhạc quốc dân BTS mang đến Free Fire bộ sưu tập trang phục của chính mình tạo ra. Điều này đã tạo nên sự mới mẻ, luôn cập nhật xu hướng và phát triển của nhà phát hành Garena. Tựa game cũng mang về sức ảnh hưởng đậm chất Việt Nam bởi rất hay có những màn cộng tác với những ca sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng MTP và Space Speakers, đem đến cho game thủ Việt nhiều sự phấn khích và cảm thấy được nhà phát hành coi trọng. Và ngay tại thời điểm khi video này được lên sóng, Free Fire đang tổ chức sự kiện hoành tráng với sự góp mặt của ngôi sao thế giới Justin Bieber, đồng hành sự kiện tổ chức dịp sinh nhật kỷ niệm 5 năm ra mắt. Ca sĩ người Canada hứa hẹn sẽ làm bữa tiệc sinh nhật của Free Fire thêm phần sôi động với màn biểu diễn ca khúc độc quyền Beautiful Love Free Fire trong ngày 27 tháng 8 tới đây. Ngoài ra, ở bữa tiệc sinh nhật lần thứ 5 của mình, Free Fire cũng cho phép người chơi sử dụng các biểu tượng cảm xúc mới và nhận miễn phí nhân vật J-Pip trong game. Người chơi cũng được đắm mình trải nghiệm bản đồ mới mang tên Đảo Thế Kỷ, cùng với hai chế độ chơi mới là Loạn Chiến và Thời Khắc Tận Thế, được cho ra mắt trong khoảng thời gian giới hạn cùng những phần quà độc quyền trong cửa hàng trao đổi. Nên đừng quên tham gia sự kiện này ngay khi bạn xem xong video nhé! Không chỉ đầu tư về mặt marketing, truyền thông cho Free Fire, Garena cũng dày công xây dựng một hệ thống eSports chuyên nghiệp có chiều sâu cho tựa game con cưng của mình. Để nói về nền eSports của tựa game, nó đã đi cùng dòng thời gian, trải dài cùng game qua một quãng đường dài để đi đến đỉnh vinh quang của chính bản thân mình, để vượt mặt nhiều đối thủ đáng gờm và biến eSports của tựa game Free Fire trở nên nổi tiếng trên thị trường game eSports di động. Cú hích thật sự của Free Fire trong sự nghiệp phát triển eSports phải kể đến đó chính là World Series 2019 Rio, sự kiện eSports toàn cầu có tính kết nối cao với tổng giá trị giải thưởng đạt 400.000 USD, tương đương với 10 tỷ Việt Nam đồng thời bấy giờ. Đây là sự kiện quy tụ các nhà vô địch Free Fire đến từ nhiều quốc gia, hội quân tại Brazil để mang lại những trận thi đấu mãn nhãn dành cho game thủ. Đại diện của Việt Nam là Team Flash đã thi đấu rất tốt trước các đối thủ quốc tế và giành vị trí thứ 6 chung cuộc trước các đội tuyển hàng đầu quốc gia như Indonesia, Brazil và Mexico. Theo số liệu được đưa ra từ eSports Chart, những diễn biến chính của World Series 2019 Rio đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu game thủ toàn cầu. Trong đó, ở thời điểm nóng nhất, có đến 2.016.157 người xem trực tuyến cùng thời điểm. Qua đó, khiến Free Fire trở thành một trong những tựa game mobile sở hữu giải đấu được quan tâm nhất từ trước tới nay trong năm 2019. Đến bây giờ, nền eSports của Free Fire vẫn được nhiều người đón nhận với World Series 2022 Sentosa ở Singapore, với tổng giải thưởng lên tới 47 tỷ Việt Nam đồng và tổng số lượng người xem trực tuyến cùng thời điểm lên tới 1.477.545 người. Vào thời điểm mà video này được lên sóng, Free Fire đang được Garena dành trọn yêu thương với series VFL Summer 2022 của riêng mình, với tổng giải thưởng lên tới 4 tỷ đồng cùng với sự góp mặt của vô số tuyển thủ đáng chú ý của nước nhà như Ma Gaming, dưới cái tên The Ghost, PO của team The Flash hay Ducklock của VGaming. Nếu bạn là một người ưa thích coi các giải đấu của Free Fire thì đừng bỏ qua giải đấu đỉnh cao này nhé! Để không làm tốn thời gian của các bạn thì mình xin liệt kê qua nhanh những điểm chất lừ mà cộng đồng Free Fire Việt Nam đã thành công xây dựng nên. Nếu để nói về cộng đồng Free Fire thì điểm đầu tiên phải kể đến việc cộng đồng này hội tụ đủ yếu tố trai tài, gái sắc và cả các KOL lẫn streamer có tiếng ở Việt Nam cùng nhau xây dựng nên toàn những content đỉnh của đỉnh xung quanh tựa game yêu thích của mình. Ngoài ra, cộng đồng Free Fire cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội ngoài đời, quyên góp ủng hộ cho trẻ em vùng cao. Với slogan chơi game ảo, xây trường thật của tựa game sinh tồn này, Free Fire đã xây dựng trường học cho ít nhất 10 thế hệ trẻ em tại vùng cao. Hoạt động thiện nguyện này cũng là một phần trong chiến dịch làm mới bản thân, mang tên chương mới Free Fire Battle in Style. Chiến dịch đã nhận được sự ủng hộ của các game thủ khi thu về hơn 1 triệu cuốn sách trong vòng 40 giờ đầu tiên mở cửa.
qua đó thành công trong việc gây quỹ ủng hộ cho các học sinh khó khăn ở Lào Cai. Đúng là cộng đồng game xế yêu này đỉnh cao thứ hai thì chắc chẳng có ai chủ nhật cả đâu. Ngoài những góc độ như truyền thông, cộng đồng, Free Fire còn được đánh giá cao nhờ những thành tựu đạt được trong 5 năm qua. Thành tựu đầu tiên phải kể đến đó là Free Fire đã đạt được doanh thu 1 tỷ USD trên nền tảng di động, trở thành tựa game mobile sinh tồn Việt Nam đầu tiên chạm được cột mốc này. Cùng với đó là giải thưởng đi kèm của Google Play khi Free Fire lọt top các tựa game ấn tượng trong năm 2019. Không dừng lại ở đó, Free Fire cũng cán mốc 800 triệu lượt tải trong năm 2021, vượt mặt các tên tuổi lớn như Fortnite, Call of Duty hay thậm chí là PUBG Mobile, trở thành trò chơi di động Battle Royale được tải xuống nhiều nhất. Free Fire cũng từng bước phổ biến ở Ấn Độ, Indonesia, Brazil, Mỹ Latin, Thái Lan, rồi nhanh chóng đạt được 1 tỷ lượt tải trong giai đoạn cuối năm 2021, đầu năm 2022. Ấn tượng nhất chính là danh hiệu game eSports Mobile đáng chơi nhất 2021, giúp Free Fire khẳng định vị thế của mình trong làng mobile nói riêng và ngành công nghiệp game nói chung. Và đó là câu chuyện phát triển 5 năm của Garena Free Fire mà GC Channel muốn gửi gắm tới bạn ở số lăng kính lần này. Bạn đánh giá sao về tựa game Free Fire cũng như cách Garena phát triển tựa game này ở cộng đồng Việt Nam? Hãy để lại ý kiến hoặc cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận để chúng mình biết nhé! Nếu bạn thấy video này hay thì đừng quên like và subscribe kênh cũng như share video này đến với những người bạn của mình nhé! Còn giờ, mình là Yết và hẹn gặp lại các bạn trong số lăng kính tiếp theo.